chào toàn thể các bác đang theo dõi video của em ngày hôm nay. Và lời đầu tiên trong video này, cho phép em xin được gửi lời chào, lời kính chúc khỏe đến toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về hai cái mẫu xe với phân khúc tiền trên dưới 5 triệu đồng. Thì nó có gì đặc biệt thì các bác hãy ở lại để xem hết video của em ngày hôm nay nhé. Thì trước khi đi vào chi tiết của hai chiếc xe đạp ngày hôm nay, em cũng xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch của shop để các bác tiện tham khảo cũng như là mua xe. Thì shop em thì ở Bắc Giang, các bác nào mà ở gần thì các bác cứ đến trực tiếp bên shop em xem xe hay là mua xe luôn. Còn các bác nào mà ở xa thì các bác yên tâm, các bác ở đâu trên mọi miền Tổ quốc thì nhà em đều ship hàng tận nhà cho các bác. Nhà em thì luôn ship code COD. Nhận hàng là các bác có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán đúng mẫu mã như trên video quay thì các bác mới phải thanh toán. Còn ngoài ra các bác không phải chịu bất cứ một cái khoản chi phí vận chuyển nào cả. Các bác hãy cùng em đi vào chi tiết của hai chiếc xe đạp này. Thì thực ra hai chiếc xe đạp này là cùng một cấu hình cũng như là cùng một hãng hay cùng một dòng, thế nhưng nó chỉ khác về màu. Một bên là màu xanh lõm chuối đen và một bên là màu đỏ đen. Thì các bác cùng em tìm hiểu với cái dòng xe phân khúc trên dưới 5 triệu và xe đua này thì nó có gì đặc biệt. Thì em sẽ giới thiệu được các bác. Đây, lấy hẳn con này đi, quay ngang ra cho các bác nhìn cho rõ. Thứ nhất là đây là dòng xe đua với bộ khung. Với bộ khung thì nó bằng hợp kim nhôm nên trọng lượng rất là nhẹ. Các bác nhìn thấy em này, đây em có thể xách một tay nhá. Em để xách một tay này, xe rất là nhẹ. Đấy, khung nhôm trọng lượng rất là nhẹ. Thứ hai nữa là ở trên phần tay, được tay lái ở đây được thiết kế dành riêng cho xe đua. Đó. Tay lái thì được làm hợp kim nhôm trọng lượng rất là nhẹ này. Và trên phần tay lắm đây thì được thiết kế là các cái phần cao su. Đấy, cuốn cao su ở đây thì nó được làm nhám trên bề mặt này, cầm rất là êm tay và nó không bị đau tay. Thứ hai nữa là các bác có đạp xe vào thời tiết mùa hè nắng nóng, nó có ra mồ hôi tay, đảm bảo các bác là cũng không bị trơn trượt. Và tiếp nữa ở đây là thiết kế là 4 cái phanh nhé. Đặc biệt chiếc xe này được thiết kế là 4 cái phanh. Thì tùy khi mà các bác ở ngoài Bắc em thì gọi cái phần tay lái của xe đua này gọi là tay lái tay cong, nhưng còn ở trong Nam thì các bác lại gọi là tay thuộc. Thì khi mà các bác cầm nắm vào cái chỗ phần tay thuộc này, các bác sử dụng phanh ở đây. Đó. Thế còn khi mà các bác mỏi, các bác cầm tay lái bằng thì các bác lại sử dụng phanh ở đây. Ở đây tích hợp 4 cái phanh nhé. Đều là phanh trước phanh sau sử dụng giống nhau cả. Và trên đây thì được thiết kế là cái phần gạt đè cũng như gạt đĩa của hãng Shimano, một cái thương hiệu hãng củ đè cũng như là phanh của xe đạp rất là nổi tiếng nhé, của Nhật Bản các bác. Xuống đến phần bánh trước. Phần bánh trước thì đây là dòng xe đua nên là nó sẽ không có thuộc. Đó. Không có thuộc. Và phần trục. Ở đây thì trục là vòng bi, là vòng bi bạc đạn nha bác nhá. Bánh. Bánh ở đây thì được thiết kế là bánh dành cho xe đua nên là nó kích thước là thứ nhất là nhỏ này, thứ hai là phần nhám nó không có nhiều để nó tăng cái độ lướt đi trên đường trường rất là nhanh. Xe thiết kế là xe dòng xe đua thì nó thiên về cái tốc độ nhiều hơn. Vành là vành nhôm, lan hoa là lan hoa thép. Phanh ở đây sử dụng là phanh thắng cơ và không có dầu như các bác nhé. Phanh thắng cơ không có dầu này thì cũng đảm bảo các bác là đi rất là an toàn rồi. Đi rất là an toàn. Và bánh ở đây là bánh sử dụng là bánh là bánh 700 x 25C. Thì với cái bánh này thì các bác có chiều cao từ 1m6 dở lên thì các bác đi đạp xe này thì rất là vừa. Phần van của cái chiếc xe đạp đua này thì sử dụng giống van xe máy các bác ạ. Cái này các bác có thể điều chỉnh lượng hơi bên trong. Các bác nếu đi mà cảm giác nhưng mà nó lon quá các bác phải bơm hơi vào. Còn nếu như mà nó căng quá các bác xì bớt ra để đảm bảo là cái lượng hơi nó ổn định. Không lên đi căng quá mà không lên đi lon quá. Đi căng quá thì các bác sẽ bị sóc. Vì chiếc xe này nó không có thuộc nên cảm nhận sóc nó sẽ rất là rõ. Và nếu như mà các bác đi non quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần xăm, nó sẽ gây là dập xăm, rách xăm và sẽ bánh xe không hoạt động được nữa. Sang đến phần khung, như em cũng đã giới thiệu là khung là sử dụng là khung nhôm với các cái mối hàn đây. Các bác thấy này,
mối hàn vẩy cá rất là đều nhau, 10 mối như một luôn. Cái tay nghề của người thợ rất là cao nhé bác nhé. Ở trên phần khung thì là được sơn một cái lớp sơn tĩnh điện chống han rỉ và được in chìm một dòng chữ thương hiệu của xe Viventor đây, màu đỏ này, sáng này. Đó. Phần yên thì cọc yên là làm bằng nhôm nhé các bác nhé, cọc yên bằng nhôm, khung yên thì bằng thép. Phần yên thì bên trong là được bọc một lớp đệm, bên ngoài thì là một lớp da, đảm bảo các bác ngồi đạp xe nó sẽ không bị đau mông. Đó. Xuống đến cái phần trục. Đó, phần trục của xe là được thiết kế là bên trong là vòng bi bạc đạn. Đùi đĩa thì là của hãng Plowell. Bàn đạp thì được làm bằng thép kết hợp với cả phần nhựa cứng này. Hai bên mặt này được thiết kế là phần nhám để các bác đạp xe. Cái phần tiếp xúc với cả cái đế giày, cái phần tiếp xúc đế giày, đế dép của các bác nó sẽ không bị trơn trượt. Và đồng thời là trước sau là nó có phần phản quang. Trước sau có phần phản quang. Sang phần bánh sau thì thiết kế cũng như là bánh trước thôi, không có gì là khác biệt cả. Thế nhưng mà phần ở đây thì có bộ phận chuyển động này. Và bánh sau thì có chân trống đi theo xe. Chân trống đi theo xe. Và bộ phận chuyển động thì gạt đề là của hãng Shimano nhé bác nhé, của hãng Shimano. Bộ phận chuyển động thì gồm có 3 đĩa và 7 líp, tích hợp đủ các chế độ để các bác đạp đường trường. Đó. Các bác coi, con nhìn thấy chiếc xe đạp này nó giới thiệu các bác như vậy, các bác có cảm nhận được chiếc xe này nó rất là chắc chắn không ạ? Còn em thấy nó rất là chắc chắn và nhẹ. Với phân khúc tiền thì nó cũng là bình dân. Các bác ở nông thôn cũng như là ven đô, các bác gọi là có 5-7 triệu muốn có một cái chiếc xe đạp để đi tập thể dục, đi tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, và đặc biệt là trong cái mùa dịch như thế này thì các cái hoạt động ngoài trời vui chơi thể thao như tập trung đông người đang bị hạn chế thì các bác chuyển sang đi xe đạp rất là ok. Bởi vì trên các cái đường nông thôn bây giờ thì đã được bê tông hóa rất là nhiều rồi, đường rất là đẹp, thì các bác lựa chọn cho mình một cái chiếc xe đạp đi vừa tập thể dục thể thao, các bác vừa có thể là ngắm cảnh. Thì khi mà các bác mua xe ở bên shop em nhé, khi mà các bác mua xe bên shop em thì shop em sẽ tặng kèm cho các bác một số phụ kiện về để các bác chơi, và được miễn phí ship giao hàng tận nhà. Và tiện đây thì em xin thông báo với các bác là một cái thông tin cũng rất là đặc biệt nha các bác, là ở Bắc Giang thì các bác mà mua xe bên shop em á thì các bác sẽ được miễn phí ship giao hàng tận nhà này, và các bác mà mua xe với trị giá trên 10 triệu đồng thì nhà em sẽ tặng full phụ kiện cho các bác. Đó. Tặng kèm cho các bác theo nữa là một bộ lục đa năng để các bác về các bác có đồ để các bác ráp xe, hoặc là gặp những cái sự cố đơn giản thì các bác có đồ để các bác khắc phục. Và kèm theo nữa là một phiếu bảo hành cho các bác 1 năm. Thì trong thời gian bảo hành nhá, nếu như mà gặp xe mà gặp bất cứ một cái lỗi thuộc về nhà sản xuất thì là bên em sẽ hoàn xe về, bên em khắc phục lỗi xong rồi sẽ gửi lại cho các bác. Thế còn xe mà không lỗi và không thuộc về nhà sản xuất thì các bác thông cảm là bên em sẽ không chịu trách nhiệm. Em thông báo rõ đến các bác như vậy để sau này giao dịch với shop thì nó dễ. Và một cái thông tin nữa là bất kể các bác mà có niềm đam mê xe đạp thể thao, hiện tại đang sở hữu cho mình một cái chiếc xe đạp thể thao mà không phải là mua ở bên shop em đều được, mà các bác đi đạp xe có gặp bất cứ cái sự cố gì thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em, cũng như là kết bạn Zalo qua số điện thoại em để ở phần tiêu đề cũng như là phần mô tả, thì bên em sẽ có bộ phận kỹ thuật trực tiếp là hướng dẫn các bác khắc phục online 24/7. Các bác đừng ngại nhé, các bác cứ gọi điện sang bên shop em, bên em sẽ hướng dẫn tận tình cho các bác. Đó. Thì vừa qua ở trong video này thì em cũng đã cùng các bác tìm hiểu về chiếc xe đạp với phân khúc giá tiền nó tầm chung trên dưới 5 triệu thì nó có gì đặc biệt, thì em cũng đã ở video em cũng đã giới thiệu chi tiết cho các bác rồi. Các bác mà có nhu cầu tham khảo là mua xe nhé, một lần nữa em xin nhắc lại là các bác hãy gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại em để phần tiêu đề cũng là phần mô tả, các bác cũng kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đó. Có em là chủ shop, em trực tiếp nghe máy tư vấn báo giá cụ thể này. Các bác gọi video em sẽ quay xe trực tiếp cho các bác xem luôn, để giúp các bác có thể lựa chọn cho mình được một cái chiếc xe đạp thể thao nó
phù hợp với vóc dáng cũng là nhu cầu của mình. Thì video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và các bác nhớ nhé, các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.